Ba chấm đẹp xuống nha thằng Ngọc nè. Vâng, xin chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tự học tiếng Khmer nhé. Hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu nội dung bài ôn tập là Merian Sa Langwin. Chúng ta sẽ ôn tập lại Merian Tị Đắp Rầm Bảy, Merian Sa Langwin. Đây là các từ và tranh qua phát phụ âm mình đã học xong rồi. Đây là Cho Cò, Mô Khò, Sa Cò, Kha Chò, Pho Chùa, Kha Tô, Cha Đò, Sa Cò Sĩ Yên Sĩ Kiêm Bỏ, Sĩ Kiếp, Luộc Kho Sĩ Ố Nố, Lạc Kho Sĩ Ố Kho Nố, Lạc Khôn, Luộc Kho Sĩ Ố Kho Nố, Lạc Khôn, Lạc Khôn, Tô Cô Sĩ Á Mố, Tô Cô Sĩ Á Đọc Hành Sĩ Ế, Tô Cô Sĩ Ế Thế Kiêm Mố, Thế Kiêm, Thế Kiêm, Mô Cho, A chan sở mà chắc, tao không phải mà chắc. Mà chắc. Tó Khô chua Sở á mà đọc là sở e chia mở chép là khô chua. Tó chua Sô tố Sở á mà đọc thành sở e. Sô tố sở e sở tên có sở tét là khô sở tét. Sô tố sở ớ sở rổ sở sở tét sở. Khó đó sở ớ khó đó sở ớ khó đời. Các bạn đọc lại. Cho cò มัวคอซาโกวข้าจอพ่อจัวข้าตัวชาดอสกอสเรียสเกียบอสเกียบสเกียบก็หมายถึงเงื้องไงสกอสเรียสเกียบอสเกียบเงื้องไงสเกียบตึงเต๋อลูกคอสระอลูกคอหนูลูกคอนลูกคอนลูกกัดตัวโทโกสระอาดอกคันสระเอนะครับแม่นะเดี๋ยวลุยแต่โกนี่อย่างงอโทโกสระเอทะเกียมทะเกียมทะเกียมมารังหามมัวจอสระอาจามสอมาจ้างตักมาจ้ามาจ้าละจูจูต่อปุจัวสระเอปุจัวบ่ปุจัวมันตักมาปุจัวต่อปุจัวต่อปุจัวพวกนี้ละน้อยstore stack ก็ stack on stack store sửa store stack store stack store nghĩa là do dự kho đó sửa ớt của đầu câu ứng dụng thô vô sửa ớt vừa có sửa ca rô ca có sửa ông cống store stack có stack tặng một stack store sửa store stack store vừa cá cộng stack store nghĩa là làm việc đừng có do dự tro sửa ớt trở kho sửa ông cống kho sửa ớt vừa ตัวเสือเติมบ่อเติบซอสอมซ้อมรอสักแรกเวเนมยึดละเตาคำทเวเติบสำรักก็ผายก้งมือหวังทันสำรักก็หวังทันเอวยึดคือ câu này là làm việc đừng do dự phải cố gắng mới được hoàn thành còn từ đỡ đỡ là cây mây vơi như này nhérồi các bạn ta đọc lại cho có một kho sau cô kho chó cô chó cô tố cho đò skip là khốn thật kém chắc to với chốt stack tớ và đầu vừa cá cầm stack tớ trở không vừa tớ xong rồi. Cảm ơn các bạn đã xem video.